Thưa quý vị, thời gian tới, các cơ quan quản lý nhà nước trên lĩnh vực môi trường phải phát huy hơn nữa vai trò của mình trong việc đề xuất giải pháp quản lý, xử lý chất thải và phế liệu, tổ chức các hoạt động có sự tham gia trực tiếp của cộng đồng như chiến dịch nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần, từng bước xây dựng quy trình phân loại và thu gom phế thải nhựa. Đây là yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Cần tại lễ phát động phong trào bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa và thu gom xử lý rác thải. Lễ phát động diễn ra sáng nay 4 tháng 12, 2019 với sự tham gia của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phạm Văn Rạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Cảnh. Lễ phát động phong trào bảo vệ môi trường, thu gom xử lý rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh nhằm hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân chung tay chống rác thải nhựa và túi ni lông của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức của tổ chức và cá nhân về bảo vệ môi trường. Để phong trào chống rác thải nhựa thành công và thực sự lan tỏa trong cộng đồng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Cần yêu cầu các sở ban ngành tỉnh và Ủy ban Nhân dân cấp huyện đề xuất giải pháp quản lý, xử lý chất thải và phế liệu, trong đó tập trung vào chất thải nhựa, tuyên truyền vận động các doanh nghiệp, trung tâm thương mại và siêu thị cắt giảm sử dụng nhựa, tăng cường sử dụng sản phẩm từ vật liệu thân thiện cho môi trường, thay thế túi ni lông, sản phẩm nhựa có khả năng tái chế, tái sử dụng. Sau lễ phát động, ba chương trình đồng loạt diễn ra, gồm trao quân diễu hành đi bộ trên các tuyến đường thành phố Tân An, trồng và chăm sóc cây xanh tại trường trung học cơ sở Cần Đốt, tổ chức thu gom rác thải, dọn dẹp vệ sinh môi trường tại hẻm 11 đường Nguyễn Minh Đường, phường 3, thành phố Tân An. Cái việc làm của mình thì gây cải thiện, giúp cho cái môi trường của mình xanh hơn, sạch hơn. Qua chương trình thì em cũng mong muốn là mọi người cùng chung tay với nhau sẽ có ý thức để bảo vệ môi trường, xây dựng môi trường xanh sạch đẹp. Lễ phát động lần này góp phần tạo hiệu ứng sâu rộng trong cán bộ, công nhân viên chức và toàn xã hội về việc nâng cao ý thức trách nhiệm đối với hoạt động tiêu dùng và thải bỏ chất thải, đặc biệt là rác thải nhựa. Với những thông điệp cụ thể như hạn chế sử dụng túi ni lông, sử dụng vật liệu tái chế thay cho đồ nhựa dùng một lần hay là bỏ rác đúng nơi quy định, thì qua chương trình này hy vọng rằng mọi người sẽ cùng chung tay thực hiện những việc cụ thể này hàng ngày để dần hình thành thói quen, góp phần giữ gìn môi trường trong lành, sạch đẹp hơn.